Ngày 12 tháng 7, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast đã công bố kết quả kinh doanh tháng 6 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, trong tháng 6 năm 2023, mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng là VinFast VF E34 với doanh số 1.007 xe, tiếp đến là VF8 với doanh số 1.184 xe. Cũng trong tháng 6 năm 2023, mẫu xe quốc dân VinFast VF5 Plus bán được 609 xe. Trong khi đó, mẫu SUV full size hạng sang VF9 bán được 355 xe ra thị trường. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VinFast VF E34 và VF8 đều đạt mức doanh số hơn 4.000 chiếc được bàn giao. Trong đó, VF E34 là mẫu ô tô điện bán chạy nhất thị trường Việt Nam với tổng cộng 5.072 xe bán ra. VF8 xếp thứ hai với 4.555 xe đến tay khách hàng. Chính thức được bàn giao từ cuối quý 1 năm 2023 và đầu quý 2 năm 2023, hai mẫu VF9 và VF5 Plus đạt doanh số tương ứng 1.034 xe và 977 xe. Tổng cộng VinFast đã bàn giao 11.638 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường đi xuống, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh.